Kính chào quý vị. Thưa quý vị, sáng nay ngày 18 tháng 4, tức ngày 10 tháng 3 năm Giáp Thìn, ngày Dỗ Tổ Hùng Vương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các vua hùng tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Cùng dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ ban ngành, cơ quan trung ương, các tỉnh thành phố và hàng vạn người dân trên mọi miền Tổ quốc, kiều bào ta ở nước ngoài và du khách quốc tế. Từ sáng sớm, các đại biểu đã tề tựu đông đủ trước sân hành lễ tại khu trung tâm lễ hội đền Hùng. Trong không khí trang nghiêm, tiếng nhạc trầm hùng, đúng 6 giờ 30 phút, đoàn đại biểu cùng khối nghi thức, đội rước kiệu, lễ Phật khởi hành từ sân hành lễ, dần tiến qua nghi môn, đền hạ, đền trung lên đền thượng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tỉnh, thành phố, tỉnh Phú Thọ và nhân dân về dự lễ dâng hương. Tại điện Kính Thiên, trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng, với tấm lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo địa phương vào thượng cung dâng hương hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, để con cháu nối tiếp truyền thống lạc hồng, xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh như ngày nay. Trước anh linh Quốc Tổ Hùng Vương và các vị thánh thần phụng thờ theo vua tổ, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã đọc chúc văn khắc ghi công đức cha rồng, mẹ tiên và các vua hùng đã có công dựng nước, kính cáo trước anh linh các bậc tiền nhân về những thành tựu to lớn mà toàn Đảng, toàn dân ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Uống nước nhớ nguồn là nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam. Con cháu lạc hồng mãi mãi biết ơn công lao trời biển của các bậc tiền nhân có công dựng nước. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ nguyện cùng nhân dân cả nước cùng nhau đoàn kết, phát huy trí tuệ, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra, tiếp tục bảo vệ, tôn tạo, xây dựng khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Hùng ngày càng khang trang, to đẹp hơn, là điểm đến tâm linh của đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài trong hành trình về với cội nguồn. Trước đó vào tối qua tại Hồ Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì đã diễn ra chương trình nghệ thuật Hội tụ non sông và bắn pháo hoa tầm cao. Chương trình đã thu hút hàng chục nghìn người dân các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, thành phố Hà Nội và du khách thập phương tham gia. Để bảo đảm an ninh trật tự, Công an tỉnh Phú Thọ đã xây dựng phương án huy động gần 1.500 cán bộ chiến sĩ tham gia. Do chủ động làm tốt công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nên tình hình an ninh trật tự chương trình nghệ thuật Hội tụ non sông và bắn pháo hoa tầm cao dịp Dỗ Tổ Hùng Vương 2024 được bảo đảm, không để xảy ra trộm cắp, móc túi, cướp giật, gây rối trật tự công cộng, ùn tắc và tai nạn giao thông. Chương trình đã diễn ra thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng cho đồng bào và du khách thập phương tham dự về một lễ hội đền Hùng vui tươi, phấn khởi và an toàn. Lịch sử của dân tộc Việt Nam được mở đầu bằng thời đại Hùng Vương, với công lao to lớn của các vua hùng đã khai sơn phá thạch, mở mang bồi đắp, xây dựng nên nhà nước Văn Lang. Cả dân tộc có chung ngày Dỗ Tổ. Đồng bào cả nước không phân biệt tôn giáo, dân tộc đều có chung tình dân tộc, nghĩa đồng bào, cùng chung nguồn cội con rồng cháu tiên. Ngày Dỗ Tổ đã trở thành ngày quốc dỗ để thực hành những nghi lễ thờ cúng và tưởng niệm vua hùng, vị quốc tổ chung của cả quốc gia dân tộc. Hàng năm ăn đâu làm đâu cũng biết cúi đầu nhớ ngày Dỗ Tổ. Lời hẹn ước linh thiêng đó đã khắc sâu trong tâm khảm mỗi người dân đất Việt. Để rồi hàng năm vào ngày 10 tháng 3 âm lịch, mảnh đất thiêng Nghĩa Lĩnh lại chào đón con lạc cháu hồng từ mọi miền Tổ quốc về dâng hương bái tổ. Hôm nay được về viếng được cái đền Hùng là cái quê hương đất tổ của đất nước chúng ta, thì chúng tôi có cái cảm nhận là rất là tự hào vì người con của vua Hùng. Và khi về đây đó thì cả đoàn chúng tôi thì cũng đều có một cái cảm xúc rất là hồ hởi, phấn khởi nhân cái dịp Dỗ Tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 3. Từ năm 2001, ngày Dỗ Tổ Hùng Vương trở thành quốc dỗ của nước ta, và từ năm 2007 trở đi, vào ngày quốc lễ Dỗ Tổ, cả nước được nghỉ một ngày để bày tỏ lòng thành kính lên tổ tiên của dân tộc. Vào ngày 6 tháng 12 năm 2012, UNESCO đã công nhận tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Những đánh giá ghi nhận đó đã khẳng định tầm vóc,
vai trò và ý nghĩa của lễ hội Dỗ Tổ Hùng Vương trong đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc ta. Tại Đền thờ Vua Hùng ở thành phố Cần Thơ, nghi thức lễ được tiến hành trang trọng theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và nghi thức của địa phương. Trong ngày Dỗ Tổ Hùng Vương, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng, đồng thời trưng bày các chuyên đề văn hóa phục vụ du khách tham quan tại Đền thờ Vua Hùng, thành phố Cần Thơ. Với cộng đồng kiều bào Việt Nam tại Malaysia, lễ Dỗ Tổ là dịp thể hiện tình cảm thiêng liêng, in sâu trong tâm khảm mỗi người dân đất Việt, giúp bà con cộng đồng hiểu thêm về giá trị của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, tăng cường đoàn kết, truyền lửa cho thế hệ trẻ cùng hướng về quê hương đất nước. Rất là vất vả, nhưng mà tôi cảm thấy xứng đáng, là tự hào mình, anh em và bản thân mình đã góp một phần rất quan trọng vào sự kiện này. Cảm thấy rất là vinh dự để ôn lại các cái hào hùng của các vị vua hùng từ ngàn năm. Đi khắp Nam Châu, chỉ duy nhất đất nước Việt Nam thờ chung một tổ. Nhân dân ta gọi nhau bằng hai tiếng thân thương, đồng bào. Mỗi dịp Dỗ Tổ lại gợi nhớ cho chúng ta niềm tự hào về cội nguồn dân tộc. Giá trị văn hóa tâm linh ấy sẽ tiếp tục là điểm tựa tinh thần, là hành trang để mỗi người dân Việt Nam phấn đấu vươn lên, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, như lời căn dặn của Bác. Các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Tin an ninh trật tự. Bị người dân tố cáo thu tiền hợp đồng thuê chợ nhưng không nộp vào ngân sách nhà nước mà chi tiêu mục đích khác, Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn An Châu và Vi Thị Thắm, Kế toán Ủy ban Nhân dân thị trấn An Châu vừa bị Công an huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang tiến hành khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, cơ quan điều tra tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc từ năm 2021 đến năm 2024, bị can Quang ký hợp đồng giao hợp tác xã chợ An Châu tổ chức kinh doanh, khai thác và duy trì hoạt động chợ trung tâm huyện Sơn Động. Theo điều khoản hợp đồng, hàng tháng hợp tác xã chợ An Châu phải nộp cho Ủy ban Nhân dân thị trấn An Châu 15 triệu đồng để nộp vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Quang đã lợi dụng chức vụ quyền hạn chỉ đạo Vi Thị Thắm thực hiện trái công vụ, không nộp đầy đủ số tiền phí chợ thu được vào ngân sách nhà nước mà giữ lại để sử dụng chi vào các mục đích khác sai quy định, gây thiệt hại tài sản cho nhà nước số tiền 340 triệu đồng. Còn tại tỉnh Quảng Bình, Công an huyện Bố Trạch vừa đấu tranh thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thúy Liễu, sinh năm 2002, trú tại xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Bước đầu xác định số tiền Liễu chiếm đoạt của các bị hại trên toàn quốc khoảng hàng trăm triệu đồng. Với thủ đoạn lập nhóm bán sỉ quần áo trên Zalo và mời nhiều người tham gia vào nhóm có tên là nhóm Một Sỉ Bé Diệu. Sau đó, Liễu tìm mua một tài khoản ngân hàng SHB thuộc chủ sở hữu của Phan Thị Ngọc Diệu, dùng giao dịch với khách. Để lấy lòng tin từ mọi người thì Liễu thường xuyên đăng hình quần áo kèm với giá sỉ để khách chọn mua. Mỗi lần chốt hàng, Liễu yêu cầu khách phải chuyển hết số tiền hàng thì mới gửi đơn đi. Sau khi nhận được tiền thì Liễu chặn ngay Zalo của bị hại và xóa họ khỏi nhóm sỉ để chiếm đoạt tiền. Quá trình khám xét, lực lượng công an thu giữ đồ vật, tài liệu, chứng cứ. Xác định với thủ đoạn trên, Liễu đã chiếm đoạt của hàng chục bị hại trên toàn quốc số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Thúy Liễu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, Công an huyện Bố Trạch cũng vừa bắt giữ 4 đối tượng có tuổi đời từ 17 đến 19 cùng trú tại thôn Cổ Giang 1, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình để điều tra về hành vi cướp tài sản của người đi đường. Vào ngày 24 tháng 3, khi phát hiện xe máy của hai nạn nhân đang lưu thông trên địa phận xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, nhóm 4 đối tượng đi trên 2 xe mô tô tiếp cận và chặn xe, tạo tình huống để bị hại mất tập trung. Nhóm đối tượng lén lấy trộm 2 điện thoại di động, sau đó đem bán rồi chia nhau tiêu xài cá nhân. Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai nhận sau khi thống nhất về thủ đoạn chặn người đi đường để chiếm đoạt tài sản thì chúng đã chọn đoạn đường Hồ Chí Minh, khu vực lân cận Phong Nha, nơi có nhiều điểm tham quan, nhắm vào khách du lịch để gây án. Nguyễn Minh Toàn, sinh năm 1995, trú tại thành phố Hà Tĩnh, nghi phạm trong vụ cướp tiệm vàng xảy ra tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang trên đường tẩu thoát ra thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Trước đó, vào khoảng 21 giờ tối qua, ngày 17 tháng 4, lợi dụng chủ tiệm vàng Kim Sơn Hiền, số 50 Nguyễn Thiếp, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, không để ý thì một người đàn ông đã lẻn vào tiệm, cầm búa đập tủ kính, lấy đi nhiều dây chuyền rồi bỏ chạy. Theo hình ảnh camera ghi lại thì nghi phạm mặc áo sơ mi trắng, lái xe ô tô. Phát hiện sự việc, chủ tiệm vàng đã chi hô nhưng nghi phạm đã tẩu thoát. Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, phong tỏa các khu vực để truy bắt đối tượng.
Trong khi đó, thời gian gần đây trên địa bàn huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội liên tục xảy ra những vụ cướp giật tài sản của người đi đường, trộm cắp tài sản trong nhà dân. Mặc dù đã được cảnh báo về phương thức hoạt động của các đối tượng này, tuy nhiên vẫn có nhiều trường hợp trở thành nạn nhân của loại tội phạm này. Cuối tháng 3 vừa qua, Công an xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội nhận được đơn trình báo của người dân khi bị hai đối tượng lạ mặt giật mất chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tam Hiệp phối hợp với đội cảnh sát hình sự Công an huyện nhanh chóng vào cuộc xác minh đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định hai đối tượng gây án là Chu Tuấn Việt và Phùng Đức Hường, cùng sinh năm 2006, trú tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đầu tiên là cháu vào một lúc lâu không thấy có ai sơ hở thì cháu định quay về thì gặp chị này. Chị vừa đi từ trong cái quán tạp hóa gần đấy ra, thấy chị một tay bấm điện thoại thì hai bọn cháu quay lại để cướp giật tài sản. Cháu lái xe thì cháu có bảo Việt là một tay ôm vào người trước để cướp, ví dụ trừ khi người ta giữ lại điện thoại hay giữ tay để phòng ngừa ngã đằng sau. Thì Việt có làm theo, Việt cướp thành công được chiếc điện thoại rồi và cháu bỏ chạy. Đi ở trên đường có ai sơ hở thì mình lấy thôi ạ, còn đâu không bàn bạc là phải cướp phụ nữ hay là người già hay là chị em ạ. Qua điều tra cho thấy, các đối tượng mặc dù có tuổi đời rất trẻ nhưng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong quá trình thực hiện. Các đối tượng đeo khẩu trang, mặc quần áo kín mít, tháo biển số xe, phương tiện thực hiện gây án cũng được bọn chúng độ chế. Từ đó khiến cho công tác truy đuổi phát hiện gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt cơ quan công an cũng cho biết thêm, do nghiện đánh bạc tài xỉu trên mạng xã hội, Chu Tuấn Việt đã nợ số tiền khoảng 200 triệu đồng nên Việt đã rủ Hưởng đi cướp tài sản để lấy tiền trả nợ. Tội phạm dưới tuổi vị thành niên vi phạm pháp luật thì đang có cái chiều hướng gia tăng và phát triển rất là phức tạp. Lãnh đạo công an huyện chúng tôi cũng đã quan tâm và chỉ đạo là kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm này, xử lý nghiêm minh trước pháp luật, chứ không có việc là vì các cháu dưới 18 tuổi mà có những cái nhân nhượng hay là bỏ lọt tội phạm. Theo Công an thành phố Hà Nội, hiện nay tình trạng cướp, cướp giật trên địa bàn thành phố đang có tính chất phức tạp. Các đối tượng không chỉ trẻ hóa mà hành vi còn rất manh động, liều lĩnh, sẵn sàng hành hung chống trả nếu bị truy bắt. Do vậy, Công an thành phố khuyến cáo người dân cần phải nâng cao ý thức trong việc bảo vệ tài sản, không mang nhiều tài sản có giá trị ra đường, không nghe điện thoại khi tham gia giao thông để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc. Tối qua, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đăng tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời truy bắt đối tượng Nguyễn Hồng Tâm, trú tại huyện Bù Đăng, để điều tra làm rõ vụ truy sát sau khi xảy ra mâu thuẫn trong quán nhậu khiến hai người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ tối ngày 16 tháng 4, trong lúc Dương Mộng Tâm, trú tại huyện Bù Đăng, cùng một số người bạn đang nhậu thì xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với Nguyễn Hồng Tâm. Được mọi người can ngăn, Hồng Tâm đi về, còn Mộng Tâm về nhà và tiếp tục gọi điện cho ông Nguyễn Hồng Thiện, trú cùng địa phương đến chơi, thì bất ngờ Hồng Tâm cầm dao dựa xông vào nhà của Mộng Tâm, chém trúng đầu của ông Thiện, rồi đuổi theo chém liên tiếp vào chân và người của Mộng Tâm. Sau khi gây án, Nguyễn Hồng Tâm đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Để khắc phục sự cố sập hầm đường sắt Bãi Gió, từ trưa ngày 12 tháng 4, các đơn vị thi công đã triển khai phương án gia cố khẩn cấp bằng cách khoan 33 mũi trên sườn đèo Cả để bơm bê tông. Cùng với việc khoan phun bê tông từ trên xuống, đến ngày 17 tháng 4, đơn vị thi công cũng đã hoàn thành việc phun bê tông lên vòm hầm, qua đó gia cố các điểm sạt lở. Kế hoạch tiếp theo sẽ là công đoạn di dời đất đá ra khỏi hầm khi vòm hầm đã được củng cố đầy đủ. Đại diện xí nghiệp Sông Đà 10.2 thuộc công ty cổ phần Sông Đà 10 cho biết là về độ khó của việc thi công trong môi trường hầm nhỏ và thiếu dưỡng khí cũng như sự phức tạp của địa hình và địa chất trên đèo Cả. Việc thực hiện song song các phương pháp phun bê tông vòm hầm và bơm bê tông từ trên sườn đèo Cả là cần thiết để bảo đảm sự ổn định lâu dài của hầm. Sau sự cố sạt lở tại hầm đường sắt Bãi Gió, từ ngày 14 tháng 4 đến nay, lực lượng chức năng đã cấm tất cả xe ô tô lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua đèo Cả giữa hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Hiện tại rất nhiều xe trọng tải lớn, xe quá khổ đều phải nằm lại ở hai đầu đèo Cả. Việc xử lý sự cố dự kiến phải đến ngày 22 tháng 4 mới có thể hoàn thành. Thưa quý vị, duy trì thực chất công tác phòng cháy chữa cháy từ cơ sở, đặc biệt là các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy để có thể xử lý hiệu quả sự cố cháy nổ ngay từ lúc mới phát sinh. Đây đang là nhiệm vụ được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an các đơn vị địa phương tập trung thực hiện với nhiều cách làm cụ thể và thiết thực, không chỉ chuyển biến rõ nét trong nhận thức mà kỹ năng của người dân cũng không ngừng được nâng lên. Khi có cháy xảy ra, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy ngay lập tức triển khai lực lượng.
phá khóa, tiếp cận nạn nhân, đưa ra ngoài an toàn và nhanh chóng di chuyển tài sản. Một tình huống thường gặp trong thực tế, đòi hỏi người dân phải thường xuyên được thực tập, hướng dẫn để không bị lúng túng khi cháy xảy ra. Nắm rõ phương án, sử dụng trang thiết bị chữa cháy thành thục. Khi được tham gia cái hội thao phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ lần này thì tôi thấy là bản thân tôi là kiến thức về phòng cháy chữa cháy được nâng cao hơn nữa và biết những tình huống để mà xử lý trong thực tế. Và từ đó tôi sẽ tiếp tục về tuyên truyền cho người thân trong gia đình và các thành viên trong tổ liên gia nâng cao nữa về kiến thức phòng cháy chữa cháy để từ đó đảm bảo an toàn chữa cháy, ngăn chặn đẩy lùi không để ra cháy. Trang bị tất cả cho bà con nhân dân những cái kiến thức về phòng cháy chữa cháy và qua cái hội thi, cái hội thao để bà con nhận thức rõ về cái trách nhiệm của mình cũng như cái việc sử dụng thành thạo các cái trang thiết bị phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đặc biệt tại cái hội thi sẽ trang bị cho bà con nhân dân những cái kiến thức, những cái kỹ năng cần thiết nhất và quan trọng nhất đối với việc giải quyết các vụ việc xảy ra cháy nổ trên địa bàn. Những buổi thực tập phương án chữa cháy như thế này cũng đang được lực lượng công an cơ sở tiến hành thường xuyên, tập trung vào những loại hình trọng điểm, chung cư cao tầng, nơi tập trung đông người, với các phương án cụ thể giúp lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở nâng cao khả năng phối hợp, xử lý tình huống ngay từ lúc đám cháy mới phát sinh. Những kinh nghiệm trong chỉ huy điều hành, bố trí lối thoát nạn và kỹ chiến thuật chữa cháy linh hoạt. Chúng tôi luôn tập luyện thường xuyên để mà nâng cao tinh thần trách nhiệm và nghiệp vụ để mà khi có tình huống xảy ra thì chúng tôi sẽ kịp thời để cứu chữa. Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân và lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ, phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi, tiến tới chấm dứt không để xảy ra cháy gây chết người do nguyên nhân chủ quan, lan tỏa công tác phòng cháy chữa cháy đến người dân, đa dạng đối tượng và độ tuổi để công tác phòng cháy chữa cháy được duy trì thực chất và hiệu quả.